chồng đi đấy. Đạt đi về. Đạt đang ốm không đi được. Vâng. Đó. Sợ đâu ạ? Ok. Đây được. Đây chị cứ ngồi rộng ra đây được mà, thoải mái mà. Vâng. Ngồi đây. Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Cói Nalin. Quý cô bác ơi, như ở cái video trước nhỉ, thì cô Hương là cô có gửi một cái thùng quà cho gia đình nhánh Sử với lại vợ chồng em Cói. Thì hôm nay nhân ngày chủ nhật thì cô Hương là có dặn vợ chồng chúng em là đưa vợ của anh Sử với lại gia đình anh Sử đi ra thành phố để mà mua giày và cả vợ chồng em Cói nữa. Thì cô có bảo là có quần áo mới đẹp rồi thì phải đi mua giày vào cho đủ bộ. Thế cho nên là ngày hôm nay nhân ngày chủ nhật thì hai bé của nhánh Sử được nghỉ thì tiện là cho các bạn đi chơi luôn. Hôm nay là phải gọi là đúng kiểu dích kín vùng cao xuống phố chơi đấy nhở. Đấy, như cũng trước mình cũng hứa với chị là bao giờ mà chị có tiến triển thì sẽ cho chị đi chơi. Thế nên cứ đúng là hứa luôn. Hôm nay là các bạn là mặc luôn quần áo của cô Hương này, đây quần này, giày này, đây nhà anh Sử cũng thế, anh Thành cũng thế. Cái áo dạ của em thì giặt rồi mà mấy hôm rồi. Anh hôm qua anh đã mặc buổi rồi. À thế ạ. Đấy, hôm nay coi như cái chuyến đi chơi hôm nay cô Hương cô tài trợ hết. Vâng. Vâng, cô tốt lắm. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đây quần áo cô gửi cho nhà anh ấy là cô tự đi chọn đấy. Và đấy. Đấy chọn hợp lắm, hai đứa này cũng hợp với nhau luôn. Anh Sử nhiều quần áo lắm. Nhiều. Đẹp. À bạn kia buồn ngủ à? Bạn này. Vâng. Dạ dạ. Chứ buồn tối đi. Vâng. Buồn ngủ thì ngủ. Tu. Đấy, ngủ tổ lắm. Vâng, trẻ con mà. Thế cô bảo là vợ chồng em là đưa cả bé Đạt nhà em chơi. Đi chơi nhưng mà bé nhà em thì đang bị ho ốm nên không có đi được. Vâng. Sẽ đi trên cái cầu này. Đây sang bên kia. Đấy, anh Sử ơi, dạ. Anh Sử họ đi quả quýt quả táo là đi cái đường trên này này, có cái cầu trên này này, họ đi sang bên này đấy. Vâng, đấy. Rau củ quả các kiểu đấy. Vâng. Đi hết trên này. Con nói chị đi đấy tới tối nhưng chắc không nhìn rõ nhỉ. Tối quá không nhìn rõ, anh cũng không nhìn được rõ đâu. Đấy bên kia là Trung Quốc. Đấy cái khu trên này gọi là Bắc Sơn. Đấy cái chỗ này gọi là Bắc Sơn. Còn ở dưới kia thì em không biết, dưới kia như là trung tâm Hà Khẩu hay sao ấy. Nghe mọi người nhập hàng hóa nhiều lắm. Bây giờ là do dịch bệnh này cấm hết rồi. Trước toàn cái xe đạp mà đấy, xe thồ ấy nhỉ, toàn thồ bên đấy hết. Mua cũng ngát giò. Xe không? Không xe. Không xe à? Thích ô tô này. Mọi người ô tô thích không? Vâng, thích lắm. Bạn này ít nói nhỉ? Không, nó chưa quen nên nó như thế rồi. À, thế ạ? Ở nhà biết nói tiếng phổ thông nha anh. Chưa? À, chưa nói được á. Tiếng phổ thông mà. Và? Đang học lớp mấy rồi? Đang mẫu giáo. À. Mẫu giáo chắc bây giờ đang bập bẹ thôi nhỉ? Và lúc hè xong đi mẫu giáo. À, thì mới đi nhỉ? Và bập bẹ tiếng
tiếng của anh nói được nhiều chưa? Ừ, cũng nói được một ít. Cũng phải học tiếng của người mình cũng mất. Và cái này phải học tiếng của người mình lớn lớn xong ấy. Chắc phải tiếng, học tiếng của anh chắc không cần dạy đâu chứ. Anh nói nó tự nghe, nó tự nói chứ. Cũng phải dạy đấy. Phải dạy à? Và mình cũng thế, tiếng Việt mình vào ăn cơm bà đấy, không phải không phải học chứ. Không phải tự nói làm sao được. Thế tôi cứ là tự nghe người nó cũng biết sơ sơ nhưng mà nói, phải nói ví dụ như ăn cơm là con cũng hỏi ăn cơm thì cứ nói theo nhỉ. Dần dần mỗi lần dạy một câu ăn cơm cũng biết rồi, chân linh tinh dạy cho nó. Phải dạy tiếng chỗ này là ô tô đông. Vâng vâng ạ. Chị ơi, cái chỗ này gọi là cái cầu này gọi là cầu Cốc Lếu. Cầu Cốc Lếu. Vâng. Đông xe lắm, bên, bây giờ đang là giờ cao điểm. Bên này vẫn là của mình ừ. À, mình ạ. Vâng, của mình là đoạn, đoạn bên Nam này à? Nữa. Vâng. Và hồi trước hồi bé mình cứ tưởng. Ôi, tưởng là bên này là tàu rồi. Chưa. Bên Trung Quốc à? Chưa, tí em chỉ cho xong cái này em chỉ cho ạ. Đây. Tôi đồng lắm nhỉ. Và đồng. Như kiến nhỉ. Và chưa phải đông mày đâu. Không đi được thì đừng một chỗ cũng được. Đây, khu bên này còn là khu cửa khẩu rồi. Và thôi mà đi sang bên này là đền thượng đúng không nhỉ? Đúng mà. Bên này là đền, cũng có cái đền thượng. Đền thượng đang xây lại. Cái này mà mọi anh đi xe máy thì ngừng luôn, không dám đi đâu được. Ngừng luôn, không dám đi. Đây, anh nhìn đằng sau là xe đông. Anh kể, anh bảo, ô, ra Lào Cai này, cũng gặp đường đỏ anh chết mấy lần. Xe ấy. Không, anh chửi mà. Không thể đi được. Đèn đỏ, gặp đèn đỏ là chết một lần à. Không, mấy ông đi sau, tít khói ông còn chửi. Vâng. Đèn đỏ là phải dừng. Đi thẳng đèn đỏ là bị phạt. Vâng. Mình không biết là cứ đi luôn ấy, bị đấy. Vâng. Đi gặp Tài Lạc đấy. Ê, phải là giống có cửa hàng giày bi tít ấy. Đây, bên kia có cái tivi to chưa kìa, em bé kìa. Tivi bố tiêu. Bên kia là chỗ còn hai con đi. Tivi ố. Cái này ô tô không vào được, đâu vào đây. Nó vào ô lấy ố. Cầm gầm, đây bi tít đây. Đi qua qua cửa khẩu ấy. Bè Covid không đi được. Xem đi. Dạ. Ô. Đấy, anh xem đi. Và anh thì tôi nào được. Hay giày da bên này. Hay giày thể thao. Để. Đó thì đi nhà mà. Xem đi. Không hợp à. Cứ là kia rượu mới.
chân nó rắc quá. Có sai mà anh? À bên này có tân đi. Đi mua tân. Cứ thử đi. Thử thế rồi chứ. Để thử mà anh. Nhìn cũng vừa rồi. À, anh Thành thử của anh đi. Ở đây thì giày đẹp nhất rồi. Thấy có tạp cho giày chưa? Đúng rồi. Em chọn chưa là? Vâng. Giờ thấy giày này. Cùng nhau đi vào đi. Ô chị đi giày đi chị ạ. Cho chị đi hết mà đi. Đi luôn. Và đâu đâu. Đây. Đây. Rồi. Tên là con mới đi đó. Đây là có. Bạn chắc thì đang về em chào đi. Thấy sự mà là đắt quá bằng nửa con lợn rồi. Anh Sử đứng dậy em thế nào? Đâu chị đeo vào nốt đi. Của hai con, hai đứa con của anh là cũng bằng một con lợn bé ở đấy. Đâu chị xem nào. Đâu của chị xong chưa ạ? Xong rồi. Ta hai túi. Hai cái ba lô. Ai à? May mắn. 9 lượt rồi đó. Thì bấm 2 lượt. 2 lượt cuối cùng là trúng. Ui. Thế không bảo quay chưa? Nó quay tốt còn trúng cái ô tô ấy. Có thưởng cao nhất là một chỉ vàng thôi. Ô tô. À ô tô đi. Một ô tô. Giày đẹp quá nhỉ. Áo. Quay trên điện thoại bóng cái đuôi hình đôi giày ấy. Đây giày của Cói với anh Thành nào nè giống nhau. Đây giày của vợ anh Sử. Đây là giày của anh Sử. Vòng bí tít này êm chân. Ồ em cũng lần đầu tiên nè. Vợ chồng mình lần đầu tiên được đi đấy em ạ. Vâng em cũng thế. Cái này thì cô thương mình, cô cho mình thôi, không thì mình không có tiền mua này đâu. Vâng. Tiền mình mua đôi. Bí tít này êm lắm. Em hay đọc trên mạng ấy. Cũng sướng em mà. Êm. Tập mãi mới được. Lâu từ từ ra xem nào. Ui giời bền lắm. Anh Sử cũng như này. Và cũng như thế. Ba người giống nhau hết rồi. À giống nhau hết ạ. Mình cũng thích cái màu đấy rồi. Mê em lắm. Vâng. Máu luôn rồi. Đây là hóa đơn mua hàng. Nhiều đâu nếu cộng hết thì hơn con lợn đấy à? Cộng hết là hơn một con lợn nhỉ? Riêng của em Thành với anh là
đã 1,7 triệu là sao? À, 1,7 triệu rồi. Kiểu 8. Kiểu 8 rồi đấy. Vâng. Anh đi cái này đừng có xuống nước nhiều. Xuống nước. Đi không nên đi khô bền lắm. Đi khô bền. Đi khô bền lắm cái hãng giày này. Nhưng lúc mình giặt ấy nhỉ, giặt thì mình lau thôi. Lau rồi nhỉ. Lau qua thôi đừng có giặt. Và mình giặt vừa vừa thôi. Và thi thoảng gọi là bật lắm mình không lau được thì mình mới giặt được. Bật nó thì và bị tít mà. Mà đã giặt xong phải thật khô mình mới đi. Và ướt là bắt đầu là nó chói ra. Bị tin là một trong những cái thương hiệu giày của Việt Nam đấy, là giày tốt của Việt Nam. Vâng. Bền lắm bị tin này. Anh ngồi thấy anh vợ chắc là nó cũng không xem nào. Nó mới có cái giá đấy. Đấy cô Hương có cũng bé vào với lại vợ chồng em là phải đồ tốt, đồ chất lượng. Đấy thì mình từ bé là mua thì nó mới được bền. Anh em đều nghe đi BTS rồi. Mình đi nghe thấy rồi. Chưa sợ gì. Em bé. Đang cười hay không cười nữa. Lươn lừa này. Bé mình vừa từ bé. Hiện tại bây giờ là 11:35. Bây giờ thì sẽ đi ăn. Bé mình chưa có bé học. Thành phố đông xe. Cô dặn của em là cho vợ chồng anh đi ăn nhà hàng đấy. Anh chỉ ra bảo ăn bát phở là về thôi. Ăn bát phở cũng được rồi. Đây ông đi hết đường này. Ở đây cũng có một quán mới quán thằng cố. Anh được cái đôi giày anh mừng lắm rồi. Ngon không? Anh em mình chắc là một đôi giày này chắc mình còn không dám nghĩ nhỉ. Đấy, trong mơ chắc không dám nghĩ mình được đi cái đôi giày đẹp như này. Mơ không được anh bảo. Tốt thế này chứ anh mang đi nhá, anh còn giữ là không dám đi mấy. Phải đi chứ. Đến nơi rồi. Đến nơi. Đi. Sinh trong nhà hàng có nhà vệ sinh mà. Em xin là đóng hộp cho anh đi. Đấy bạn. Rồi. Đi vào trong này có chỗ vệ sinh mà. Em bây giờ trưa rồi thì anh lái xe sẽ ăn cơm cùng với chúng em luôn. Cả nhà đi vệ sinh. Đây. Đó. Một con nọt trong này. À, hai em bé ăn cơm. Em chắc ấy, thì chị nó không ăn. Vâng, để tí gọi đồ ăn riêng cho chị. Là ăn được, ăn đắt không được. Ăn đậu được đúng không? Đậu á? Đậu rau. Đậu nhá, cùng ăn. Thế ăn rau, chị ăn cơm với rau luộc nhá. Ăn thịt lợn được không? Thịt lợn không ăn. Thế chị ăn cơm với rau nhỉ? Dạ, ăn cơm với rau. Con được ăn cơm không được. Và hay bảo làm cho mình một đĩa rau luộc không nhỉ? Không có muối chính một riêng hay là nhỉ? Anh ơi, chị ơi. Anh ơi, cho em một đĩa rau luộc không muối không mì chính nhá. Luộc không với nước ạ. Cả nước canh nhá, cả rau. Không cho gì anh nhá. Không cho gì nhá. Đấy anh sửa cũng ngồi luôn cho mình. Đây.
đấy, dịch kín vùng cao xuống núi, à xuống phố. Khổ hơn mình đi làm việc sao ấy. Lần đầu tiên xuống còn nhiều cái bỡ ngỡ ấy nhỉ. Vâng. Bên Đức ấy. Quần áo bên Đức này anh ạ. Đây bền lắm, đẹp lắm. Đây là nước chấm. Anh cho em xin một cái thìa. Hai cái chưa anh? Xin cái thìa cho anh. Cho hai em bé ăn. Lấy mấy cái thìa để ở đây. Thì chị cũng không chấm nữa ớt nhỉ? Không chấm cái gì đâu, cho bên này. Cho anh sửa bát nước chấm. Vâng. Anh sửa ơi, cái này là con ngựa đấy. Thịt ngựa đấy, vâng, cái này là gọi là thắng cố ngựa. Vâng. Khai rượu mèo ấy. Thế này mấy đòi coca? Ăn lẩu cho anh ạ. Kiêng, vâng. Đây từ cái đợt mà chị được các mạnh thường quân giúp ý, là xong rồi chị cứ ăn kiêng như thế, bây giờ chị đỡ hơn đấy, chị bảo khỏe hơn mà. Xem bé ăn được chắc ăn được cái này chứ. Dạ. Bé thì ăn được mà. Bé thì cái gì cũng ăn được. Vâng. Mua cậu đi như nào bé? Ờ, còn nhỏ, bây giờ là bé. Anh ơi cho em xin miếng dưa chuẩn. Em không cắn nữa không con. Bạn rồi bạn. Đây xin lại. Đi hả? Sơn ơi. Sơn ơi. Dưa nướng. Dưa nướng ạ. Anh lại lấy xe em uống nhỉ. Công an nó khổi đấy. Hôm nay anh Thành với anh Sử lần đầu tiên uống rượu với nhau. Đâu? À đâu, bên làm nhà anh Trao uống đấy nhỉ? À, ở chỗ nhà anh Trao uống, chỗ nhà anh đi vẫn uống đấy. Không hỏi. Cô cũng không hỏi sai. Cô cũng không hỏi cỡ đâu, cô nhìn trên video thôi ý. Thế quần áo, quần bò này, áo là vừa hết. Cô cứ đấy mà, tìm quanh đấy xem. Đó, bây giờ mời các bạn cơm trưa với lại chúng em ạ. Em mời anh chị cơm nhá. Anh ăn trà đá, cái đó để lên hành cái nào thôi. Đậu ăn được chưa ạ? Đậu ăn được. Ăn được đấy. Anh gấp. Ăn cái gì mềm mềm ấy. Lúc đấy chị mới ăn được, giờ chị vẫn đang kiêng. Cũng đang kiêng. Hôm nào đi khám lại mà bác sĩ bảo ăn được là lúc đấy bắt đầu chén rồi. Và... bắt đầu chén rồi. Vâng. Ăn cơm không được. Đây để dò ngựa bên đấy cho em bé. Để đúng vào đây cho nóng. Cho nóng nóng tí đi anh Thành ạ. À, cho nóng nóng xong mới ăn. Ăn bên miếng á. Trời mà xe như này ăn lẩu là hợp nhất rồi. Em bé. Vừa thổi vừa ăn chứ vừa ăn vừa thổi. Em bé lại. Cú cua, cú cua không? Cua, cua đó. Đây có giấy đây chị ơi. Đây. Còn thứ nữa. Cái thứ ạ. Vâng. Bây giờ Thành chén đầu tiên đó. Son thế à? Sao con thứ không phụ rồi? Toàn uống áp được rồi. Có xe. Đợi bẩn hết rồi. Anh Sử ơi, cái cây lá trong cái nồi này này là không biết là trên mình có đấy không?
có. Cái cây mà mình hay đánh kiếp canh gà ấy, nấu thịt gà đấy này. Cái chỗ trước nhánh xá có đấy. Không phải cái này chứ. Đấy cái không cái lá, cái lá này này. Vâng. Anh nếm thử xem có phải không? Đúng đấy. Đúng đấy, ngon nhỉ. Vâng. Anh cứ tưởng là hành. Mà không phải hành. Coi uống này nè. Đây nè, chị ăn rau luộc với cơm. Ăn với rau luộc. Và mày lên này nè. Cháu mới bỏ. Đây chị để bát canh đây. Dạ. Vừa nóng lại vừa ngon. Vừa nóng vừa ngon, vừa thổi vừa ăn nhà. Ăn cơm với lại anh đi mua những cái đồ xanh xanh này. Tất cả không ăn. Chứ bây giờ mình ăn vào là mình bệnh nặng hơn thì cái tốt nhất là mình kiêng. Thôi khỏi là ăn thoải mái luôn. Hôm nay nhà hàng hết cơm, đây cơm này đang cắm. Đợi một lúc nữa cơm mới chín. Không ăn được. Mì tôm. Là có làm gạo làm về chứ. Cơm chín chưa? Chín phải. Phải. Kiếm tốt. Cơm rau xanh. Chớ hết đi. Vâng. Vâng. Anh sợ là bỏ đi nấu hai tuần cơm này. Anh sợ đấy, anh không biết nấu cơm chị này. Phải ốm thì không biết rồi. À. Ô, hai bạn này còn ngoan đấy. Bé Đạt nhé, mà đi thì chỉ có chạy hết cái cửa hàng này thôi. Buồn không ạ? Ôi đi đi à. Không quý được chỗ đâu. Khổ lắm cơ. Hai lắm bám hết. Nếu mà một đứa để còn nuôi được hai đứa thì chết luôn. Thôi cố gắng anh ạ. À, nhưng mà cảm giác là cái bạn này lớn hơn nên là nhìn mặt nó cũng khác hơn nhỉ? Mặt nó cũng không mấy mấy. Nhưng mà bạn này này. Như đây là anh, à, anh đây em đây. Nó bé anh to hơn, nó lại ngoan hơn, cực hôn hơn. Thế ai nằm anh, ai nằm em? Tự nhận thôi gì hay là ai đẻ trước? Nó có là nó có ngón chân cửa ấy. Nó đẻ trước. Nó đẻ trước, nó có ngón chân cửa, đẻ chỉ đấy. Và anh muốn đổi đó. Ồ, 200, 150, 180. Anh bảo là đi đổi gì á? Ừ, không được đâu anh ạ, à. Mình mua rồi mình không đổi đâu. Anh cần gì ấy? Không cần những cái giày nhưng mà cần những cái đuôi. Được. Ôi, anh này cô này. Anh ơi, cô dặn em, cô bảo là cô bảo là phải mua đồ tốt nè. Đi được lâu bền với lại bền là êm. Nó này không được đi bác củi đâu nhá. Không. Về treo trên tủ kính bảo tàng. Anh hay đi bác củi à. Đây, ô. Đi đám cưới mình chơi đó. Ô, em gói no quá rồi. Anh Thành say chưa ạ? À, chưa, ô em nói mà đấy. Dài lắm. Đây, đây để em mở. Ủa, ôm ạ, mua sắp to. Thank you.
sai hả? Vâng, hết hết luôn đấy. Đâu đấy? Đâu đấy? Đâu đấy? Em này chịu lượng ông cầu đấy, nhưng mà em sao bánh chửi đó? Dạ không bằng đâu. Không, anh không bằng em, nhưng mà em nghĩ nhiều quá, em không uống rồi. Trời chứ, nghìn thằng vạn thằng cũng được đi. Nghĩ thằng thật đấy nhờ. May mắn là được bà thương quá, bà chọn đi. Vâng. Nhiều nhà không bao giờ được đi đâu, đáng vâng. Khổ mình sao được đi. Vâng. Cảm ơn bà nhiều. Với sau này lớn lên nó nhớ đến bà, bảo đi chơi lúc bé. Anh kể lại. Kể lại chắc nhớ bà đấy. Có chứ, kể các bạn kể lại nhớ đấy. Vâng. Lúc nhớ chứ bạn... bạn các bạn nhỏ này nhớ lâu lắm. Đây chắc phải nhờ đấy, nhân Toàn đấy bảo là không tin cứ đi hỏi chủ Toàn đi chở đi mà đi đi đó rồi. Ngày xưa nhà bố mẹ nghèo và... rồi tiền đâu mà đi Lào Cai chơi. Đúng rồi. Đấy. Cô tốt nhờ đấy, chưa mình còn chưa gặp cô bao giờ đấy. Đấy còn chưa gặp mà cô khác một quần áo khác. Mua cái gì đủ hết cho hai đứa con mình. Còn đi chơi ăn uống nữa, mua giày nữa. Anh bảo nếu có cơ hội anh cố gắng kiếm tiền xong rồi cô xa quá không đi được nữa, nếu mà gần anh đi thăm cô một lần. Vâng. Còn anh đi thăm cô hết có 100 triệu rồi mà. Về máy bay sang bên này đắt lắm. Đi một lượt thôi. 100 triệu. Tốt như thế. Nhưng mà anh nói thật, nhưng mà anh em mình quan tâm là tốt như thế. Đây nhìn thấy luôn này. Chắc không mở đóng cửa. Công viên đóng cửa. Ở đây có cái đây. Công viên khu vui chơi. Ở đây có mỗi khu này khu vui chơi rồi, kia có. Đây cũng có đây rồi. Xe họ cửa. Lào Cai mỗi chỗ này rồi. Mỗi chỗ này thôi mà. Nó đóng cửa rồi. Ồ, thế công viên đóng cửa rồi nhỉ. Thế hôm nay hai em không được đi công viên chơi vì công viên đóng cửa, thế lên trên kia mua ô tô nhỉ. Mua ô tô về bản chơi nhá. Vâng, lên trên kia mua ô tô. Mua ô tô gọi là gì hả anh Sử? Dạ. Yuotu nè. Yuotu. Yuotu á. Yuotu là một pa yuotu ấy. Không ai chơi hôm nay đóng cửa. Buồn quá nhỉ. Sao cái đường này giống hôm nọ mình đi nhưng mà có phải không nhỉ em nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng. Đến cái chỗ hôm nọ mình ăn cơm chưa? Mình ăn cơm là ở tít dưới kia anh ạ. Lại tít dưới kia á? Vâng. Đức Huy. Ôi giời. Vào siêu thị Thành Đô để mua gì? Vâng. Em đi mua ô tô cho hai bạn này chơi. Bà thương quá, bà cho tiền đi ăn chơi, sau này lớn lên nhớ ơn bà, viết thư gửi cho bà ấy. Vâng. Còn ơn bà ấy. Vâng. Cho đi về, tiếng nữa về. Siêu thị trước mình đi gọi là siêu thị Đức Huy, còn cái này là siêu thị Thành Công. Đâu ạ? Đồ thế nhỉ? Bóng này các kiểu này. Đẹp không? Ô tô này, tô luôn này. Lên trên này, lên trên này xem có nữa không? Ô tô ơi, trên này không có nữa, quay lại đây xem. Mắt anh nhìn sáng luôn, thấy ô tô. Tặng. Họ ấy. Để cho các bạn xem đi. Các bạn thích cái nào thì lấy cái đấy. Sao luôn? Rồi nhá. Này nhá, lại chơi nó cũng nào. Đấy, đây này, này. Thật thích không? Là hai em hai cái màu giống nhau. Mỗi là chanh này. Này, mỗi người đấy. Một cái này. Lấy cái này nhá. Mỗi bạn một túi đi. Nghịch không? Ô tô về nghịch hay là nghịch luôn? Dạ. Cho cầm lên đi. Đây, cái này dưới của vợ anh Sử. Đây, ngay cầm trên xe luôn. Đây, cầm trên xe luôn nhá. Đây. Đây, bóc. Đây.
À đi lên xe làm đi. Giá tiền tổng không nói. Hey, em bé thích nhất ô tô rồi nhỉ. Mấy ngày 4 cái này. Thật quá trời. Quá trừ á. Tấu chị thì có ngủ nhưng mà hai đứa này ngày nay đi học giờ này nó ngủ ấy. Xong rồi vâng. Đến giờ ngủ ngủ. Vợ anh ngủ và, đi. Vợ nó không buồn ngủ nữa. Hai đứa này bây giờ nó buồn ngủ. Giờ được cái vườn to. À bố, cầm áo cho bố. Ờ đây 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 đây. À, mẹ đây 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 đây. Đưa hay cái ô tô cho em. Em có ô tô mà nhỉ. Ờ bố. Của anh mà. Dép của anh chị đâu? Đồ của anh chị đây à? Đồ chị đây. À đây đây. Đây đây. Đấy. Cái này đồ đồ của anh chị đây à? Đây, đồ của anh chị nhá. Em này rất là cảm ơn cô Hương là cô tài trợ cho chuyến đi này của mình. Đây. Cô Hương nhỉ? Vâng. Cái là trúng thưởng hai túi thì hai trúng thưởng hai cái ba lô thì hai vợ chồng em một cái. Vợ chồng anh một cái. Và thế em. Em dùng đây, em dùng một cái. Em có một cái đây rồi. Cho chị một cái đi. Không đeo không? Đúng rồi. Đi chơi nó lâu không còn xa đâu. Vậy. Đây cầm đấy. Cầm lấy đi. Tóm ra mà. Cho. Cái này giày đẹp quá nhỉ. Và chúng em cảm ơn cô thêm một lần nữa bọn này cho gia đình. Bà chị đi chơi. Vâng. Dạ, cả đời nhớ ơn cô. Vâng, vâng. Cả đời có một lần này. Dạ. Có rất là nhiều lần nữa. Vâng. Xin chúc cho cô gia đình cô mạnh khỏe. Vâng. Dạ. Ngủ cái. Con kiện hai em quá. Ôi, không có gì đâu ạ. Để hai em bé chơi. Ô, này ba bạn này mặc quần áo giống nhau nhỉ. Ngoan nha, chờ ngoan. Bố mẹ kệ đi về cùng lấy bố mẹ. Bye bye. Vâng. Hôm nay thì vợ chồng em có là đã đi chơi. Rất là vui rồi. Đây, hiện tại video cũng khá là dài rồi. Có lẽ là em có em xin phép là kết thúc video tại đây. Không biết nói gì ngoài cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh của Còi La Lin.